Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay cả nhà, mấy anh em đi Bắc Ông, trên đường đi Bắc Ông á, thì em anh Hào, Thúi, anh Thiện nha cả nhà. Thì trên đường đi Bắc Ông á cả nhà, không ai cái máy nó bị hư rồi cả nhà ơi. Thì nãy giờ thì Thịnh ngồi Thịnh tháo nãy giờ này cả nhà. Giờ Thịnh cái tay nó còn dính dầu nhớt tùm lum, bởi Thịnh không quay cho cả nhà xem được. Hồi nãy thì em bơi cũng tầm 3-4 cây số á cả nhà. Thì tới cái nhà của anh này thì ngay cái chỗ mà không biết cô chú anh chị nào có đi vô cái miễu mà cánh đồng quang của Long An ngày xưa á, thì sẽ biết cái chỗ này, cái chỗ mà ảnh hay để mà chỗ để đưa đò, đưa những cô chú anh chị mình vô trong cái miễu bà ở trong cánh đồng quang á nha cả nhà. Thì nói chung cái miễu đó lúc này thì em thấy cô chú thập phương đồ này kia với các đồng mấy cô chú bác lớn tuổi thấy cũng lúc này cũng về giếng bà rất là nhiều nha. Cái miễu này thì lúc này rất là nhiều cô chú anh chị mình hay đi nha cả nhà. À, thì tới đây thì nhờ ảnh tháo, em tháo đồ hết rồi nha cả nhà. Tháo đồ này kia ra để mượn ảnh đi hàng lại giùm để nó chạy được. Đó. Cô chú anh chị thấy không? Đâu phải mà lúc nào đi cũng làm ăn nó cũng suôn sẻ đâu. Năm nay là em nói năm nay làm như năm tuổi của Thận thì sao, làm gì nó hư đó, làm gì đụng gì hư đó cả nhà ơi. Quá trời. Sao Thúi? Đi lại kia có sao? Cũng thổng rồi. Nắng lắm hả? Trưa này giờ cũng gần 1 giờ cả nhà, mệt quá trời luôn. Chảy nhựa ra luôn. Ghê vậy. Đi xui gì mà nó xui quá cả nhà. Nói chung thì cái chuyện này thì chuyện ma rủi cũng đâu có biết được cô chú anh chị. Thì máy móc đồ này kia thì mình đi cũng có lúc nó hư nó hao mà. Người ta còn hư mà mới đi bệnh viện sửa chữa này kia tùm lum. Nó giỡn cả nhà thôi nha. Thì Thịnh ở đây xíu nữa cái Thịnh ráp cái máy vô, cái Thịnh đi tiếp cái kiếm cho cả nhà mình xem. Nói chung mấy anh em đi sáng giờ này cũng chưa có chỗ nào hết cả nhà. Thì nói chung nó hên xui là vậy đó cô chú anh chị. Bởi vì cô chú anh chị nào có thương tình thì mua mật ong ủng hộ Thịnh thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của Thịnh nha cả nhà, 0938 11724 nha cả nhà. Thì cô chú anh chị nào có thấy mà mấy anh em đi làm cực khổ thì có muốn ủng hộ thì cứ liên hệ tiếp theo số đó của Thịnh nha. Số đó Thịnh cũng xài Zalo nữa nha cô chú anh chị. Qua trời máy nó hư này, nó cài với Thịnh này cũng lâu lắm rồi cả nhà. Nói chung cái gì cũng vậy, làm cũng phải có vấn đề hư hao mà. Rồi đây Thịnh kết lúc clip nha cả nhà. Rồi cô chú anh chị ơi, thì mấy anh em đi cũng gặp được cái tổ ong đó cả nhà. Thì giờ mấy anh em vô cái chuẩn bị làm khói, bẻ mấy cây tràm, cái đọt tràm thức chuẩn bị để bắt nha cả nhà. Thì bữa nay đi á, đi mấy anh em không có quên, không có đem cái trùm đầu nào theo luôn nè. Bữa nay bắt cũng như là bắt như vậy nè, mặt sao, cái mặt sao thì để đi đầu trần bắt, giống như là bắt thử thôi. Nói chung hên xui nha cả nhà, tại vì mình cũng không biết được, tùy theo ông hung gì, hung hay là không hung nha cả nhà. Đi mà riết rồi đồ đạc gì quên mất tiêu hết trơn, bỏ nhà không luôn. Này họ quấn cái mặt như cái mền là có thiệt luôn. Bẻ cây nha Thúi, rồi để em làm khói cho em vô bắt cho cả nhà mình cùng xem nha. Đúng rồi. Giờ làm khói xong rồi đi thăm kiếm. Này tháng 2 có nước khô khan ghê cả nhà. Mãi bước tới đây thì nghe em thấy liền, nghe cái mùi liền. Ồ, phì à. Hết biết sức cái đồ mặt cái tròn rồi. Thôi thần. Thôi Thúi lại lấy cái điện thoại chụp giùm tấm hay tấm hình đẹp đẹp thôi. Cho trai em. Ui da, đập đây. Ui dù cái đồ mặt nó phì tròn vo luôn cả nhà. Quá trời đã.
Đây con quẹt lấy ra cho. Đúng rồi. Đưa đây. Bữa nay là không có đồ bịt mặt nha cả nhà. Tối quá. Dày luôn á. Tối thì qua anh kia. Này định chơi trần không bao. Ừ. Bữa nay ra chơi là chơi trần không bao mà. Đi sáng ngày lụp chụp cái quên. Ôi, bên đây nhìn kiểu phì đã. Phì nhưng mà chụp hình đẹp hay không? Rồi chỉnh độ sáng lên chụp như ban ngày đúng không hả? À trời. Vậy là được đó. Bạn chụp đẹp vậy là được. Cho lên trước rồi. Đứng dưới luôn hả? Đi đâu? Không có được anh Đúng rồi. Đi sao? Đầu trần đó là không có đứng đó được đâu. Ừ. Em leo lên. Từ thôi. Được leo thôi. Ở đó đi. Thôi mình có động. Bạn đừng có cãi tôi, bạn đi ra đi. Dài quá rồi. Dạ được không? Ủa nó phì này cái nè. Có đường thẳng lên. Ôi yeah. Đúng. Đứng ở đây như thế nào. Nhưng mà đầu trần là không có ở được đâu. Thận tại vì Thận lên đây lúc nào phải có khói cho này. Thận Thận cũng là đầu trần đó. Ôi ôi. Hết biết rồi. Ăn khủng. Trời ơi. Má ơi cục mặt. Ôi ôi. Thôi thôi thôi. Đừng nói tới cục mặt rồi cả nhà ơi. Ôi 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 nhiều quá cả nhà. Ôi ôi. Ôi nó to. Nè cả nhà. Đây Thận là đầu trần nha cả nhà. Hết biết rồi. Một gan, hai gan không hết này cả nhà. Ôi vô cái đầu mặt khủng long. Từ trước giờ Tết giờ chắc Thận bắt ở này bự nhất cả nhà. Cô chú anh chị nào có mua mật ong rừng thì cứ liên hệ tiếp số điện thoại của em nha, 0938 11724 nha cả nhà. Thận thì mật ong bán cho cô chú anh chị mình bao đổi trả nha. Cô chú anh chị cứ mua ủng hộ Thận thì cứ liên hệ, khỏi bàn về chất lượng nha cô chú anh chị. Họ Thận bắt ra Thận bán vậy nha cả nhà. Đi sáng ngày cứ quên cái ổ này thì nó không sao, cũng có thể gọi là hiền á thì nó còn không sao cả nhà. Ôi ôi trời, hết biết cái tổ mật đó cả nhà. Thấy cái tàn đâu có bự đâu ha. Hết biết cái đầu mật. Đó, giờ đá vô mặt thật nha cả nhà. Phân quá đã, đừng để lại đây thì cho nó ăn lại đi. Sửa phấn cho đẹp đẽ đâu coi, lâu lâu mới được con mặt đẹp nè. Sửa cho nó ok lại. Ôi con mặt nó phê hàng khủng luôn. Này nó rất là kẹo cô chú anh chị. Đó cả nhà. Mình quay lại một lần nữa cho cả nhà xem cái đầu mặt nó khủng cỡ nào nha cả nhà. Thử cắt này rồi là còn cái đầu mặt không á cô chú chị. Nó. Ôi ôi. Cả nhà xem nè. Ôi ôi. Mặt. Ôi khủng long
Này lâu lắm rồi thì mới bắt được cái ổ ông bự vậy cả nhà. Ông nói chung là cái ổ thì nó không có bự nha công nha, nhưng mà cái đầu mặt thì nó quá trời lớn luôn. Thấy không cả nhà, thấy nay Thịnh vui lì đòn cả nhà. Tại vì nói chung là không hay ho gì cũng gán bắt chứ bỏ quên cái bồng ở nhà, cái đầu trùm đầu á. Đó, cái này thì Thịnh để đây cho ông mang lại nha cả nhà. Rớt cái gì rồi? Cái nó rớt cái dao nữa chứ. Cái thử quạt lấy miếng khối còn chắc nha cả nhà. Bà ơi, bà né ra cho xin miếng mặt xin. Ôi trời, có không? Có không này không dưới 3 lít đâu cô chú anh chị. Thiệt chứ, đúng lông này chắc thử chia ra làm hai ha. Thịnh coi cho cả nhà, chắc chia làm hai quá, một lần là không hết rồi cả nhà, một lần là không mệt, thử chia ra làm hai đi. Mặt này phải lấy được nguyên cục ha. Cô chú anh chị nào có lấy cái tổ này nguyên cục một cái ha, về nhìn cái ổ ong đã lắm luôn. Mã này tại vì thường xài bọc nhỏ không nha cô chú anh chị, không có lấy nguyên tổ hết được rồi mình buộc phải cắt ra làm hai. Thì nói chung cô chú anh chị nào có thích cái tổ này thì cứ liên hệ tiếp số điện thoại của Thịnh 0936811724 nha cả nhà. Thịnh sẽ để lại cái cục này nguyên y như vậy nè. Ôi bể lo nói chuyện không. Thịnh sẽ để cục này là nguyên y cho cô chú anh chị mình cần nguyên cục nha. Đó, quá trời đã, chung lâu lâu mới có được những cái tổ nữa. Màu mặt mình thấy mà mình vừa ý luôn cô nè. Ôi chảy dữ vậy. Ủa, ôi ôi, tổ này không dưới 4 lít nha cả nhà, 3 lít 4 lít là chuyện bình thường. Bịt mặt này cả nhà, hết biết cái bịt mặt. Nó dứt đá vô mặt thật nha cả nhà. Sửa cái tổ đẹp đẹp lại lần sau có bác. Hết sức kêu không? Nó đã. Rớt miếng phấn xuống rồi. Ui. Tới đây có nước này cả nhà. Thì sử dụng cái bó khói xuống nước nha cả nhà. Đó. Đặt cái bó khói này xuống nước. Đó, cho nó hết khói. Thịnh mới đi nha cả nhà. Ui.
chuối vô ngành đi xuống tới vỏ luôn kìa cả nhà. Hết biết cái bọc này. Xuống vỏ lấy giùm cái bọc tròn rồi thôi. Hên tàu này bắt không có trùm đầu mà hên không có bị cái gì hết cả nhà, nguyên dạng không có bị mũi nào hết, cũng hên. Ủa thôi xuống lấy giùm cái bọc tròn rồi thôi. Ráng ra tới đây cái quay cái thành quả cho cả nhà mình xem. Quá trời nó mệt luôn. Yeah. Mình thấy cái bọc mệt kìa. Tại vì nó buộc cái buộc nó không chắc mệt. Dây cả 3 lít á. Cái sao? Ngâm vô lâu phải không? Ôi. 3 lít. Quá dữ rồi. Ở đây nhìn vô lên thấy cục. Thôi vậy mới thấy cục này mới đã nè. Chứ cầm thôi. Bày ghê ha. Bà chạy. Hồi nãy một cục nó dài thòn luôn á. Bị phấn hay gì? Không có, nó la làng la là sớm gì trong. Nó dài. Nó dài rồi cái bộ bọc đựng hết cắt làm đôi. Nó hơi dở chứ phải để nguyên cục mặt dài luôn mới đẹp. Dữ ha. Nó đụng má thì nên tới chơi trận giống mà nó chơi lâu rồi đụng má nó ngâm rồi thúi ơi. Nói vậy không à, từ từ nó em lấy cái bọc kia ra, cái bọc này quay ra hả? Ừ, tuột xuống nha. Anh để xuống đây em cởi nó ra. Cởi rồi vậy ha. Thôi coi chừng rất lụm bọc nữa. Lâu lâu mới cho thằng thầy gặp hàng khủng chứ. Lâu lắm rồi mới gặp đâu. Nó cũng vàng đã nữa đó. À, dữ. Đã thiệt chứ. Đâu hên lũ đây cái gặp liền luôn đó. Trời ơi đó. Mỏ viên luôn. Ôi ôi mặt đã. Vớt vớt tay sợ khi dính kim. Không, về nhà đi. Về nhà đi. Còn phải lấy bọc nữa. Mệt dạ, đã thì cái nhìn là thấy phái mắt liền. Hồi nãy em nói với anh ha, lên chỗ nó nói dạy cho cỡ 5 tấc. Tại nãy thấy có mặt có phình nữa. Thấy có đồ nghề hay đâu đứng dòm coi rồi, ủa nó không có dám luôn. Mà không thấy ổ này chắc hiện đây mình lấy gần mà thấy nó đụ nó không có nhát. Tại khói không... khói nhiều không có. Đây làm khói nhiều quá. Buộc lại thích. Chứ là hồi làm chưa làm khói hai đứng dưới đất nó cũng có nhá. Đâu mấy ổ mấy nhá nhá cánh ngoài làm mấy. Rồi cả nhà ơi, thì clip của em hôm nay kết thúc tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà mình có một buổi chiều xem clip vui vẻ nha. Hẹn gặp cả nhà trong những clip sau nha. Nói chung hôm nay lâu lắm mới bắt được cái ổ ong nó bự như vậy cả nhà. Bây giờ tiếp tục ba anh em lên đường tiếp nha cả nhà. Chào mọi người nha.